Bắt đầu ta vào phần tìm kiếm trên YouTube, chọn cái kênh muốn liên kết, sau đó bấm vào chỗ đăng ký, nhấn vào chuông, bấm vào cái chỗ tất cả, rồi chúng ta xem tầm cỡ bèo nhất tầm 60 giây tới 1 phút, bấm like, cho một bình luận có tính cộng đồng nha. Ví dụ như cái chỗ này họ đang 7 phút thì mình bình luận theo đúng chủ đề để tránh cái trường hợp ảnh hưởng xấu đến kênh. Đây mình bình luận là con cút nhìn đáng yêu quá các bạn nhỉ, mình cũng liên kết để bên kia họ biết mình muốn gì. Có thời gian có thể xem 2-3 video cùng người mình muốn liên kết để họ sớm phản hồi. Rồi, đây có rồi. Đó. Đây, kênh này cũng kênh họ mới làm. Bây giờ mình kéo vào cái phần trang chủ để xem ở đây bên chủ này đăng tầm cỡ mấy video. Tiếp tục như hồi nãy mình lại xem cái video tiếp theo thứ hai, rồi cũng bình luận y chang như hồi nãy, nhưng mà phải xem video đó đang làm về cái chủ đề gì nhá. Đoạn như vậy thôi, nếu thấy like hãy chia sẻ và subscribe nha.